địa linh một chiều đỏ thắm. Thuyền chèo xuôi dọc dãy nước trong đầm, núi non nằm yên dưới bóng tà hương rực rỡ. Đền chùa cất tiếng chuông ngân, những ngôi làng trở về trong yên ả. Cả Ninh Bình thu lại tựa bức bình phong, chứa cả đất trời thiên nhiên kỳ vĩ, làm mê hoặc lòng lữ khách mơ mơ. Nơi có đất lành hẳn có cả trời trong, nên người nghĩ mặt trời sống ở trong núi. Đến lúc hoàng hôn, người xuôi thuyền chở mặt trời về phía núi hơn. Thank you.